Daniel xin kính chào khách. Hiện tại bây giờ đang là những ngày cuối tháng 3 của năm 2023. Trong cái video clip ngắn này, Thánh Luân xin giới thiệu với toàn thể của khách gần xa mẫu đèn thờ bằng chất liệu gỗ hương đỏ của nào. Em xin nhấn mạnh là đây là cây đèn bằng chất liệu gỗ hương Lào, hương đỏ Lào ấy, chất gỗ cực kỳ giá trị. Đôi đèn này có một đôi cao 80 và đôi cao 60. Đôi 80 đã có chủ nhân đăng ký là một bác khách hàng trong thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi Thánh Luân kết thúc đoạn video clip này sẽ cho vào đóng gói và gửi luôn cho khách hàng trong thành phố Hồ Chí Minh. Đôi cao 80 này là hàng khủng nhất, cao cấp nhất, chúng tôi bán giá là 12 triệu. Đôi nhỏ để bên cạnh là chỉ có 5 triệu rưỡi thôi. Tuy nó bé hơn một tí thôi nhưng mà giá chênh nhau một gấp đôi, nó sẽ có rất nhiều lý do. Lý do đơn giản nhất là chúng tôi sẽ review cho các bác xem cái phần mái. Phần mái của hàng cao cấp này chúng tôi làm vét cong. Đấy, và cái phần mái của hàng bình thường là chúng tôi làm thẳng, cũng bằng hương Lào nhé, chất lượng gỗ như nhau. Đấy, nhưng mà cái này giá rẻ hơn được một lửa. Nếu như đôi to cao 80 như này mà chuyển sang cái mẫu làm như này thì giá nó chỉ tầm khoảng 8 triệu thôi. Đấy, rất là rẻ. Thầy luôn chỉ nói qua một số chi tiết nhỏ thôi để cho các bác hình dung được. Và nếu như các bác nào ở gần thì xem trực tiếp thì nó còn khác rất là nhiều. Những đôi đèn này hiện tại chúng tôi đang sản xuất rất là nhiều gỗ hương, hương đỏ Lào, đa số là bằng gỗ hương đỏ Lào và gỗ chắc cũng như gỗ cẩm nai. Những đôi đèn này rất là phù hợp để cho để trong phòng thờ hoặc nhà thờ, để trên ban thờ cũng được. Mua thêm, các bác có thể mua thêm hai cái đôn đèn để bên cạnh cũng rất là đẹp, tạo thêm cái phòng thờ nó thêm độ ấm cúng và trang nghiêm. Và cái giá này chúng tôi là miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội hoặc là trong nội thành Hải Phòng. Nếu như có khách ở gần ở xa có thể liên hệ trực tiếp để chúng tôi sẽ gửi hình ảnh qua Zalo và ship hàng cho các bác đến tận nơi, nhưng các bác sẽ mất một số tiền ship nữa vì cái đèn này cái công ship nó rất là đắt, chúng tôi phải đóng gói rất là kỹ khi vận chuyển nó khỏi bị gãy. Xin chào và hẹn gặp lại khách vào những đoạn video clip sau. Các khách có nhu cầu muốn sở hữu những cái sản phẩm tương tự như này thì liên hệ ngay với Thánh Luân để được sở hữu luôn, cũng như gửi hình ảnh chi tiết rõ nét cho các bác xem. Các bác nhớ ấn nút đăng ký kênh trên kênh YouTube Đồ Gỗ Thánh Luân hoặc là kênh fanpage Facebook Tích Xanh Đồ Gỗ Thánh Luân để theo dõi những cái sản phẩm mới nhất mà Thánh Luân up hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.